Nha dẻo, chưa gì ta. Đây là lần thứ hai mình quay lại cái đoạn này rồi. Hôm qua mình đã quay và đã nói về những cái chủ đề giống hệt như thế này. Thế nhưng mà sau đấy thì mình phát hiện ra là cái mic của mình bị hỏng và nó không ghi âm được bất cứ một cái âm thanh gì hết cả. Cho nên nay mình sẽ phải nói lại từ đầu. Thì hôm nay đã là ngày 12 tháng 9, tức là hơn một tuần kể từ cái hôm mà mình quay cái video cuốn sách mà mình muốn đọc trong mùa thu 2022. Mình muốn update một chút về cái tình hình đọc sách của mình trong những ngày qua. Thì mình đã hoàn thành được cái cuốn mà mình đang đọc dở là Bóng Vuốt Quả Đen phần 3, và cũng hoàn thành luôn cả phần 4 của nó nữa, tức là mình đọc xong hết cái phần Crooked Kingdom rồi. Nếu như ai chưa biết ấy, thì câu chuyện Bóng Vuốt Quả Đen là hậu truyện của, ở Việt Nam có bản dịch là Bóng Tối Và Sương Trắng. Những cái cuốn này nó tạo nên một cái vũ trụ Grisha, hay còn gọi là Grishaverse. Đặc biệt là họ có một cái tuyến nhân vật được gọi là các Grisha. Ở đây là những cái người mà họ có năng lực đặc biệt, khi mà đẻ ra họ đã có những cái năng lực như phù thủy rồi. Ở trong Bóng Tối Và Sương Trắng nó bao gồm một trilogy, tức là ba cuốn, nó kể về cái câu chuyện mà có cuộc nội chiến ở cái đất nước Ravka, là nơi sinh ra những cái Grisha ấy. Còn Sea of Crows là những cái câu chuyện xảy ra sau cái cuộc nội chiến ở Ravka, và cái bối cảnh của nó được đặt ở trong một cái đất nước láng giềng khác. Trong Bóng Vuốt Quả Đen chúng ta có nhân vật chính là 6 người thuộc một cái băng đảng xã hội, cái thành phố đó tên là Ketterdam. Theo mình biết thì là nó là hình ảnh tượng trưng của thành phố Amsterdam, Hà Lan. Nhưng là có người thuê họ đánh cướp và họ đổi lại là một cái khoản tiền rất là lớn. Suốt cái phần 1 là câu chuyện họ thực hiện cái phi vụ cướp bóc đấy ra sao. Và ở phần 2 thì là sau khi họ hoàn thành vụ cướp đấy và trở về Ketterdam ấy, có một số biến cố xảy ra và họ sẽ phải giải quyết cái vấn đề đấy ở trong phần 2. Đấy là tóm tắt cái nội dung câu chuyện và một chút về cái thế giới Grisha. Thì cái nhận xét của mình là ở phần 2 Crooked Kingdom này nó hay hơn phần 1 rất là nhiều. Mặc dù phần 1 nó có một cái phi vụ cụ thể, nó có những cái diễn biến tình tiết rất là chắc chắn và được xây dựng cầu kỳ ấy. Thế nhưng ở phần 2, mặc dù nó có lên và có xuống, có lúc họ thực hiện các phi vụ rất là trót lọt, có lúc họ sai lầm, thì mình thấy cái sự lên xuống đấy nó khá là thực tế, cũng như là nó khai thác được cái nội tâm nhân vật nhiều hơn. Thêm một điều nữa mà nó khiến cái bộ truyện này hay ấy, thường thì YA fantasy nó sẽ tập trung vào cái cốt truyện, cái plot. Thế nhưng mà ở trong cái bộ Six of Crows này, nó phân bố khá là đều giữa việc là tập trung vào plot và nhân vật. Tất cả những cái nhân vật ở trong cái bộ truyện này, đúng hơn là 6 nhân vật chính ý, thì họ sẽ được xây dựng những cái quá khứ khá là bi thương, cũng như là giải thích lý do tại sao họ trở thành cái con người ở cái thời điểm này. Và dần dần ở trong câu chuyện ý, thì tác giả sẽ đưa ra những cái tình tiết họ có thể gỡ được những cái vướng mắc trong cái cuộc đời của họ, trong cái tuổi thơ của họ. Nói về cái nhân vật mà mình thích nhất ấy, thì là Nina Lenik, tức là Grisha duy nhất ở trong cái nhóm này. Vừa cá tính lại vừa dễ thương, vừa đáng yêu ấy. Ở phần 2 này thì mình rất là thích cái đôi vai chính, tức là Cash và Inez luôn. Kiểu trời ơi, họ có những cái moment nó quằn quẹo. Hôm qua thì mình có đi hội sách. Mặc dù đầu năm mình đã nói tự nhủ với bản thân là mình sẽ không mua thêm sách nữa, thế nhưng mà cuối cùng vẫn không cầm lòng được. Và ngày hôm qua là ngày cuối cùng hội sách thì mình đã đi với bạn mình. Thế cho nên là hôm nay mình sẽ có một cái book haul nhỏ nhỏ với mọi người. Trước khi mà mình đi hội sách ấy, thì mình thấy Nhã Nam post quá trời là những cái bài post về những cái cuốn sách được giảm giá 50% ở trên hội sách. Mình đã lên danh sách 3 cuốn sách mà mình muốn mua. Thứ nhất là Lâu Đài Sói. Thực sự trước cái hội sách này mình không biết Lâu Đài Sói nói về cái gì cả. Thế nhưng mà vì trong hội sách họ giới thiệu cái cuốn phần 2, mình cũng quên mất tên rồi, thế nhưng mà họ giới thiệu cuốn phần 2 nên là họ push cái cuốn phần 1 Lâu Đài Sói lên. Và mình đọc nội dung mình thấy mình rất là tò mò, nên là mình muốn mua Lâu Đài Sói. Thế nhưng mà lúc mình đến hội sách thì mình không thể nào tìm được Lâu Đài Sói nữa. Thế là mình nghĩ là coi như là cái duyên phận vậy, mua được thôi, không đọc nữa. Cuốn thứ hai mà mình muốn mua là cuốn Dưới Bóng Những Cô Gái Đơm Hoa. Thực sự là mình đã muốn đọc cuốn này từ rất là lâu rồi. Thế nhưng mà mình cũng không nhớ đây là phần 1 hay phần 2 của cái series này nữa. Đến nội sách mà mình nhìn thấy cuốn sách thì nó dày, trời nó dày như này này. Nó dày như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư. Sau đấy thì mình hơi phân vân một tí và mình bắt đầu đi search. Thì mình phát hiện ra là Dưới Bóng Những Cô Gái Đơm Hoa là nửa sau của cuốn Bên Phía Nhà Xoan. Thế cho nên là mình muốn đọc cái series này, series Đi Tìm Thời Gian Đã Mất ấy, thì mình sẽ phải đọc Bên Phía Nhà Xoan trước, rồi hãng đọc Dưới Bóng Những Cô Gái Đơm Hoa. Nên là mình quyết định không mua cuốn này nữa. Và cuốn thứ ba mà mình dự kiến mua trước khi đi hội sách đấy là cuốn Cô Thành Trong Gương. Cuốn này thì Nhã Nam đã xuất bản từ mình thấy khá là lâu rồi, mình cũng
hơi ấn tượng một tí về cái bìa, nó khá là đẹp kiểu manga nhưng mà lại rất là ma mị. Thế nhưng mà thực sự là mình cũng không có quá nhiều ấn tượng với Văn Hồng Nhật cho nên là mình đã không mua. Tuy nhiên là trong cái thời gian vừa qua thì tự dưng các thể loại booktuber các kiểu họ lại dần dần lên bắt đầu quay ra đọc Văn Học Nhật và Văn Học Hàn. Và một trong những cuốn mà mình thấy rất là nhiều booktuber nhắc đến đấy chính là cuốn Lonely Castle in the Mirror, và nó chính là Cô Thành Trong Gương. Thì mình mới quyết định là à, khi mình đã giảm 50% thì mình mua thử xem sao. Và thế là kết quả của mình ngày hôm qua, cuốn đầu tiên mà mình đã mua được chính là cái cuốn Cô Thành Trong Gương đó. Cuốn này thì nó siêu dày luôn ạ, mọi người nhìn. Câu chuyện trong Cô Thành Trong Gương nói về một cô bé bị tổn thương tâm lý. Và cô bé này thường thường nhốt mình ở trong phòng. Trong cái thời gian nhốt mình trong phòng ấy thì cô phát hiện ra là có một cái thế giới nằm ở trong gương. Và ở trong cái thế giới đấy thì cô gặp những người bạn khác có cùng những cái trải nghiệm về tâm lý giống như mình. Và họ gặp lại nhau ở một cái tòa thành. Và họ được ra những cái nhiệm vụ rất là kỳ lạ ở cái tòa thành đấy. Nói chung là mình thấy mọi người review là nó sẽ tập trung vào diễn biến tâm lý của các nhân vật nhiều hơn là cái plot của câu chuyện. Ngoài ra thì cũng thấy review là nó hơi dài dòng. Nhưng mà nhìn chung thì mọi người vẫn đánh giá khá cao cho cái cuốn này, cho nên là mình cũng tò mò muốn đọc thử xem sao. Giá bìa của nó là 218.000 nhưng mà được sale 50%, cho nên là mình nghĩ đây là một cái deal cũng khá là hời. Và cái điểm đặc biệt ở chỗ là đến lúc đến lộ sách rồi mình tìm không thể thấy cuốn này và cuốn Lông Đài Sói đâu. Thế nhưng mà tự dưng đấy mình thấy có một số những cái cuốn sách nó làm lẻ lẻ, nó chỉ có một cuốn duy nhất mỗi đầu sách ấy, nó nằm ở một cái góc rất là khuất và rất là khó có người chui vào cái bàn đấy. Nên là mình mới chui vào giữa hai cái bàn và tự dưng mình thấy cuốn này một mình, nó một cuốn duy nhất nằm ở giữa cái đống sách lạc loài đấy. Nên là mình cũng nghĩ bụng, tự dưng nó vách bảo mình là hãy chui vào giữa hai cái bàn để mà tìm cái cuốn sách này đi. Bỗng dưng mình lại muốn đập tan hết tất cả những cái to be read mà mình vừa mới đề ra để mình đọc cái cuốn này. Nhưng mà mình cảm thấy rất là tội lỗi khi mà dựng ra một cái to be read xong rồi cũng lại không hoàn thành ấy. Cuốn thứ hai mà mình mua, đúng hơn là cuốn đầu tiên mà mình chọn trong hội sách ngày hôm qua, đấy là cuốn Đấng Cứu Thế của tác giả John Nesbo. Thì cuốn sách này là tập tiếp theo trong cái series trinh thám Harry Hole của tác giả John Nesbo mà Nhã Nam đã phát hành rất là nhiều tập rồi. Thì mình nhớ tập đầu tiên là Chim Cò Đỏ, gọi là tập đầu tiên, tức là tập đầu tiên Nhã Nam phát hành thôi. Còn đó hình như cũng là phải là tập thứ 3, thứ 4 gì đấy trong series rồi. Hình như đấy Chim Cò Đỏ là tập 3, Kẻ Báo Thù là tập 4, rồi Ngôi Sao Của Quỷ là tập 5, thì Đấng Cứu Thế là tập 6. Sau đó thì tập 7 chưa phát hành, và tập 8 là Người Tuyết thì cũng đã phát hành rồi. Thật ra là mình chưa đọc mấy tập kia đâu, mình mới đọc đúng Chim Cò Đỏ thôi. Còn tất cả những cái tập còn lại thì mình đều đã mua, nhưng mà mình chưa hề đọc. Cuốn tiếp theo mà mình mua kiểu không cần suy nghĩ, En Tóc Đỏ Ở Đảo Hoàng Tử Edward. Và mặc dù Nhã Nam họ mới phát hành một cái box set đầy đủ cả bộ bìa cứng, thế nhưng mà vì mình có tập 1, tập 2 rồi cho nên là mình không muốn mua lại cái box set nữa ấy. Đọc đến đâu thì mình mới mua đến đấy thôi. Cuốn En Tóc Đỏ Ở Đảo Hoàng Tử Edward ở trên Tiki và Shopee đều rất là hiếm hàng, nhưng hôm nay đi hội sách được giảm 30%, dùng giá bìa là 95.000, nên tội gì không mua đúng không? Cuốn tiếp theo mình lựa chọn là cuốn Untimeous của tác giả Andy Weir, cũng là tác giả của cuốn Intermission. Mình không biết là mình đã nói trên kênh của mình bao giờ chưa nhỉ, nhưng mà đại loại là mình cực kỳ thích cái cuốn Người Đến Từ Sao Hải. Cả sách cả phim đều hay hơn trời ơi mọi người. Nếu như mọi người thích cái chủ đề mà viễn tưởng sci-fi thì mọi người nên đọc Người Đến Từ Sao Hải đi, nó siêu hay luôn ấy. Đọc xong thì nhớ xem phim nhé, bởi vì phim nó cũng rất là hay, bởi vì mình thích cái cách viết của tác giả. Cho nên là mình đã lựa chọn mua cái cuốn tiếp theo, không phải là cuốn tiếp theo mà là một cuốn khác của ông ý viết sau cái cuốn The Mansion. Lần trước thì ông ý viết về sao hỏa, còn lần này thì ông ý viết về mặt trăng. Mình hy vọng là cuốn này nó cũng hay như cuốn kia. Cuốn tiếp theo mà mình lựa chọn mua là Hoa Trên Mộ Algernon. Cuốn này thì Nhã Nam mới tái bản cả bản bìa mềm và bản bìa cứng, nên nhưng mình không thích sách bìa cứng cho lắm bởi vì nó nặng ấy, không thể mang đi theo người được. Thật ra là mình đã biết về cuốn này rất là lâu rồi, nhưng mà mình cũng băn khoăn mãi không biết là có nên đọc hay không ấy, vì mọi người đều nói là cuốn này hơi bị buồn, kiểu set ending ấy, chuẩn bị khăn giấy lau nước mắt các kiểu vân 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 vân. Lúc ở hội sách ấy thì mình đã cầm lên đặt xuống mãi rồi, và thậm chí gần ra cười thu ngân rồi, mình còn định quay lại trả cái cuốn này. Nhưng mà sau đấy thì mình có lướt qua đọc một chút xíu thôi, tức là kiểu đọc mấy câu mấy chữ ấy, thì mình lại thấy là mình không nên bỏ nó lại tí nào hết. Thì cái nội dung của cuốn này là về một anh chàng có IQ cực kỳ thấp. Thì những cái nhà khoa học người ta đang phát triển một loại thuốc để có thể tăng được trí tuệ con người, tăng được cái IQ. Và họ đã thử nghiệm trên con chuột tên là Algernon rồi, nhưng bây giờ họ muốn thử nghiệm trên người, và họ đã recruit cái anh chàng này để thử nghiệm cái thuốc đó.
thì thực sự là thuốc nó có công hiệu và cả chuột lẫn người đều thông minh lên rất là nhiều. Lý do mình muốn mua cái quần Angelon ấy, tức là nếu bạn nào mà xem Brooklyn Nine-Nine sẽ nhớ là có một cái tập mà Jack nuôi một con chuột ở trong ngăn bàn làm việc và cậu ấy đặt tên cho con chuột là Angelon. Thì mình nghĩ là nó từ cái cuốn này mà ra. Cái và cuốn cuối cùng mình mua trong ngày hôm qua là cuốn Lò Sát Sinh số 5. Lý do tại sao mình muốn nó, tại vì nó là sách kinh điển chấm hết, còn mình cũng không biết cái nội dung của nó là cái gì hết cả. Chung này là một cuốn sách nói về thời chiến, nó giảm giá 50%. Giá bìa là 116.000 thì giảm giá 50% nó khá là hời. Nó còn một cuốn duy nhất, mặc dù nó cũng hơi lỗi lỗi một tí, mình quyết định là sẽ mua nó. Thì đó là 6 cuốn sách mà mình đã mua trong cái hội sách Nhã Nam tuần vừa rồi. Đây là một cái book haul nhỏ nhỏ, cũng là cái book haul đầu tiên trên kênh của mình. Và mình nghĩ là trong một thời gian rất là dài sắp tới thì mình sẽ không có một cái book haul nào hết, bởi vì mình từ với bản thân là không có sách nữa. Ngoài ra thì mình có đi với bạn mình và bạn mình cũng có mua một vài cuốn sách. Mình có quay một book haul với bạn mình ở quán cà phê nhưng mà tiền nó hơi bé, thì mình cũng sẽ thử, nếu như mà có thể nhét được vào cái video này thì mình sẽ nhét vào lần sau bây giờ nhá. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong lần update tới của mình. Bye bye. Ok, mình đã rất là cố gắng để đưa cả phần book haul của bạn mình vào video này. Thế nhưng mà quán chúng mình ngồi là ở ngoài đường nên là tạp âm xe rất là nhiều. Thành thử ra mình sẽ chỉ cắt một số phần quan trọng và chạy vấn đề những cái gì bạn mình nói phía dưới. Mong mọi người thông cảm nhé. Trong ngày đi hội sách thì chủ yếu là mua sách mới, còn sách cũ thì mình mua từ rất lâu và chưa đọc. Nên là cái cuốn sách cũ bây giờ nó đã làm tổng rồi, mình đã tôi cần này. Đọc sành như nhà văn, như giáo sư văn. Đọc văn sành như giáo sư văn. Thì thực ra là cái quyển này là dạy cho mình cách đọc. Và khi mà mình đọc thì mình thắc mắc là sao tác giả người ta làm như vậy. Và người ta có cái kỹ năng hay là có cái kỹ thuật nào mà những cái người trong chuyên ngành văn học, trong chuyên ngành ngôn ngữ mà người ta vừa có thể đọc được năng suất, vừa có thể có cái cách nào mà mình đọc sâu, mình bắt được những cái gì thêm chi tiết của cái tác phẩm văn chương đó. Quyển tiếp theo là phần 2 của Hữu Khang. Thì nói chung là những quyển với tên gọi của Hữu Khang nó rất là gây hoang mang, có nhiều chi tiết gây sốc và thậm chí là nó sẽ có hơi hướng của nó này, nó là phản địa đàng á, có thể coi là phản địa đàng. Là sách online, sách cuối cùng ông nhất thì mọi người nhất biết sách của chim ca và rắn rộng. Mọi người đã biết là đấu trường sách cổ là có 3 phần rất là hay và mới. Thì cái quyển này ấy thì thực ra không phải phần vốn mà nó là phần trước diễn truyện, đó là câu chuyện chính của Snow. Thì đây sẽ là câu chuyện là trước khi mà đấu trường đã xảy ra thì ông ta đã có phần nghiên cứu và đã trải qua những cái sự kiện trải nghiệm gì để trở thành một cái nhân vật được coi là tự mãn thế kỷ vô cam và quan trọng nhất trong series truyện. Nhưng mà thực ra theo cá nhân em thì Snow là nhân vật thứ nhì vô trong trong bộ nhân vật thần tiên. Vì cái bà mà ban đầu đúng rồi, tưởng ở phía bên này xong lộ ra là bà cái bà leader của cái đội ngũ kháng chiến, nói chung là rất là kỳ vọng, rất là mê. Vừa mới quay xong cái video những cái cuốn classic kinh điển mà sẽ đọc cho người mới. Bây giờ là 12:52 và mình đã quay được tiếng rưỡi rồi. Thì trước khi đi ăn ấy, mình sẽ muốn update cho mọi người một chút về cái tình hình đọc sách của mình. Sau khi mà đọc xong cái cuốn Crooked Kingdom bóng của quả đen ấy, thì mình thực sự như trước mình đã nói mọi người là mình muốn, rất là muốn đọc cái cuốn Cô Thần Trong Gương. Thế cho nên là mình đã quyết định là mở ra đọc thử nó một chút và so sánh thử với cái cuốn mà mình đang định đọc, đấy là Tàn Ngàn Để Lại. Mình nhận ra một cái vấn đề là như thế này, tức là cho dù bạn có là một dịch giả dịch tốt đến đâu đi sang nữa ấy, thì cái câu chữ bạn dịch ra tiếng Việt ấy nó vẫn sẽ bị mang những cái âm hưởng, những cái dấu vết mà của cái ngôn ngữ gốc nó để lại. Mình thực sự mình không hay đọc văn học Nhật Bản, cũng một phần là bởi vì mình không quen với ngôn ngữ Nhật, tức là cái cách đặt câu đặt chữ cũng như là cách sắp từ của Nhật Bản ấy. Cái cảm giác của mình khi mà đọc văn học Nhật ấy, đấy là tác giả thường viết ra và kể lại cái diễn biến trong câu chuyện, cái cảm xúc nó không nằm nhiều trong câu chữ mà dường như là phải nói nào nhỉ,
phải miêu tả lại bằng bằng lời. Mình đọc tiếng Anh nhiều ấy, nên là mình vẫn có cái cảm giác là mình có thể đọc được sách dịch từ tiếng Anh tốt hơn là sách dịch từ tiếng Nhật. Mặc dù là đều là dịch sang tiếng Việt nhá, nhưng mà cái cách mình đọc, cái cách mình tiếp thu những cái câu chữ cũng như là những cái ngữ pháp của họ ấy. Cho nên là mình cuối cùng mình lựa chọn cuốn tăng này để lại. Chỉ vì cái lý do đấy thôi. Và mình nói thật với mọi người ấy, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có những cái câu nó vẫn rất là trái khoái. Ví dụ đâu nhiều thì bạn cũng thấy chào đón người ta ở đây là một băng ghế cùng thực vậy, một khung cảnh hàng dặm đồng quê tươi đẹp xung quanh. Không bao giờ trong tiếng Việt lại có chuyện là đặt cái dấu phẩy trước chữ cùng, và cũng không bao giờ, càng không bao giờ có cái chuyện là ném cái chữ thực vậy vào giữa cái chữ cùng và cái phía đằng sau cả. Nó là một cách ngắt câu vô cùng tiếng Anh luôn ý. Mình phải nói đây là một cách dịch mà có thể sẽ là khá khó chịu đối với những người mà thích đọc một cuốn sách trơn tru, có cái văn nó phù hợp với cả ngôn ngữ Việt hơn ấy. Thế nhưng mà mình thì mình quen đọc, mình quen viết tiếng Anh rồi, cho nên là mình thấy ok, cũng không vấn đề gì cả. Cái cuốn tuần ngày để lại này nói chung là nói về câu chuyện của một ông quản gia tên là Stevens. Thì ông này là quản gia cho một tòa dinh thự ở nước Anh. Thế nhưng mà sau chiến tranh ấy thì tòa dinh thự này đã được người chủ cũ là Huân Tước Darlington bán lại cho một ông chủ người Mỹ. Ông Stevens quyết định ở lại với cả tòa dinh thự này, trở thành vị quản gia cho ông chủ mới là ông Faraday. Ông Faraday, mở đầu cuốn sách này là việc ông Faraday có nói rằng mình sẽ phải quay trở lại Mỹ trong một thời gian ngắn, khoảng mấy tháng, và ông bày tỏ lòng là muốn để cho ông Steven có một thời gian rảnh trong cái khoảng thời gian mà ông chủ trở về Mỹ, chứ không cần thiết là phải bó chân lại trong tòa dinh thự làm gì cả. Và ông ngỏ ý là Steven nào, ông hãy đi chơi đi, lấy xe của tôi mà đi chơi khắp nước Anh này, hãy dành thời gian ra để ngắm nhìn đất nước của ông đi, chứ đừng có chung chân ở trong nhà mãi. Nói chung là sau nhiều những cái ý nghĩ trái chiều khác nhau ấy, thì ông Steven đã đồng ý với cả cái đề nghị của ông chủ mình và tiến hành một cuộc đi du ngoạn ở nước Anh. Phần sau của cuốn sách thì bắt đầu nói chuyện là ông Steven này có những cái quan niệm mà mình nghĩ là hơi bị cổ hủ một chút theo cái lối mòn, lối cũ của ông về những cái phẩm chất của một người quản gia, là người quản gia tốt thì phải làm những cái việc như thế nào như thế nào. Nói chung mình mới đọc đến thế thôi, mình mới đọc đến trang 54, cho nên là đấy là tất cả những cái gì mà mình có thể nói được với mọi người đến thời điểm này. Ngoài cái chuyện là văn phong dịch thuật như mình vừa nói ra ấy, thì có một cái điểm mà mình thấy ở bản thân mình thấy khá là hay ở cái chỗ này, tức là ngay từ những trang đầu mọi người đã có thể đọc được rồi, là ông Faraday này là người Mỹ, trong khi ông Stevens thì là người Anh chính gốc. Cho nên là khi tác giả dịch cái ngôn ngữ của hai chủ tớ này sang từ tiếng Anh sang tiếng Việt ấy, thì họ đã lựa chọn cái cách dịch là ông Faraday sẽ nói giọng miền Nam, như kiểu là tôi nói thiệt đó Steven, và thời giờ đâu ngắm nhìn vùng này vùng nọ trên cái mảnh đất xinh đẹp của mấy anh nữa hở. Trong khi ông Stevens thì hoàn toàn nói từ ngữ của miền Bắc, tức là giọng miền Nam thì sẽ đại diện cho giọng Mỹ, còn giọng miền Bắc thì sẽ đại diện cho giọng Anh. Cá nhân mình thấy thích cái cách dịch này, cái cách thể hiện này. Nhưng mà có thể các bạn sẽ cảm thấy đây là một sự phân biệt vùng miền. Mình thì mình không nghĩ như vậy. Bởi vì khi mà đặt giọng miền Bắc và giọng miền Nam cạnh nhau ấy, thì nó thực sự giống với cái vai của giọng Anh và giọng Mỹ đặt cạnh nhau. Thì mình nghĩ đây cũng không phải là phân biệt vùng miền gì cả, ở đâu cái giọng ở đâu thì nó cũng sẽ hay. Nhưng mà nó thể hiện được cái sự khác biệt giữa giọng Anh và giọng Mỹ. Một giọng nói là thân thiện hơn, vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, còn một giọng nói thì nó kiểu nó trịnh trọng hơn. Ngoài ra ấy, thì hôm qua mình, nói chung là mình có việc phải đi triển lãm, sau đó thì ngồi hội thảo cả ngày cứ vật vờ đấy, xong rồi lại có nhiều thời gian chờ ấy, thì mình rất là muốn đọc sách. Nhưng mà cầm nguyên cái cuốn tăng này để lại đi thì nó rất là nặng, bởi vì không những nó dày mà còn bìa cứng nữa. Cho nên là mình quyết định vớ đạm người cuốn ở đây nó mỏng hơn. Và cuối cùng mình đã chọn Animal Farm. Mỏng hơn rất 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 là nhiều luôn ý. Hiện tại mình đang đọc đến trang 32 trên tổng cộng là 95 trang, tức là cũng được khoảng 1/3 rồi. Câu chuyện trong Animal Farm kể về Animal Farm, một trang trại. Nó bắt đầu bằng một cái buổi họp của các loài động vật trong cái trang trại này. Trang trại được gọi là Manor Farm. Khi một con lợn già, con lợn đầu đàn đứng lên và nói rằng là ta đã quá già rồi, thế nhưng mà ta
ta muốn truyền lại cái gọi là cái tư tưởng của ta cho cái thế hệ tiếp theo, tức là tại sao chúng ta lại phải phục dịch cho con người. Con người là cái đối tượng mà luôn luôn hành hạ chúng ta, cũng hẳn là hành hạ, tức là luôn luôn bóc lột sức lao động của chúng ta, luôn luôn tận dụng mọi những cái gì mà chúng ta sản xuất ra, ví dụ như là sữa từ bò này, lông cừu rồi trứng gà, nhưng mà không bao giờ để lại cho chúng ta những cái gì mà chúng ta đã được hưởng. Con lợn đấy, ông lợn, cụ lợn đấy thì bắt đầu nói lên những cái động vật ở trong trang trại đấy sẽ phải đấu tranh khởi nghĩa nổi loạn. Đó là nổi loạn, nhưng mà đúng dùng từ khởi nghĩa là đúng nhất, phải khởi nghĩa để đạt được cái sự tự do của chúng nó. Và một ngày nọ thì chúng thực sự khởi nghĩa được. Và giống như là kiểu cũng là bốc đồng thôi, là khi mà ông chủ quên mất không cho chúng ăn ấy, thì chúng nó đói đến mức mà chúng nó phát điên lên và chúng nó lao vào hút ông chủ. Khi mà sợ hãi quá về đám súc vật mà nó đang điên lên, rồi toàn trâu bò rồi ngựa, những cái con rất là lớn ấy, thì nhà chủ này đã dọn đi mất. Và cuối cùng là đám động vật đã chiếm được cái trang trại này, và chúng nó đổi tên từ Mano Farm thành Animal Farm, là trại động vật. Sau đó thì câu chuyện bắt đầu kể cái việc là những cái loài động vật này, chúng nó bắt đầu xây dựng một cái xã hội thu nhỏ như thế nào. Có lẽ rất là nhiều người biết rồi, thậm chí là mình ai cũng biết rồi, là Animal Farm là một cuốn sách, nó mô tả cái trang trại động vật như vậy, nhưng mà thực sự là một cái hình ảnh ẩn dụ trong một thể chế chính trị, đúng không? Mà mình không muốn nói đến ở đây bởi vì thứ nhất là mình nghĩ nó không phù hợp lắm để mà nói đến. Thứ hai là bởi vì thực sự mà nói là mình cực kỳ rốt lịch sử, cho nên là có muốn nói cũng nói được ấy, chứ không phải là không muốn nói. Vậy nên là mình quyết định đọc cái cuốn sách này với một con mắt thực sự là không biết gì, để mà có thể cảm nhận cái cuốn sách này như một người hoàn toàn trung lập. Thì đấy là cái tình hình đọc sách hiện tại của mình. Và nếu như mình có thời gian thì mình sẽ dễ dàng finish cái cuốn này thôi, bởi vì nó rất là mỏng, nó có 90 trang thôi. Như vậy là mình có thể hoàn thành thêm được một, tích thêm một cái đầu sách nữa ở trong danh sách những cái cuốn sách mà mình đặt ra năm nay. Mặc dù nó quá lan gian nhưng mà nó vẫn là một cuốn sách, đúng không nào? Ok, hẹn gặp lại các bạn vào lần update tới. Rất nhiều. Bây giờ là 3 giờ chiều thứ hai, và bỗng dưng hôm nay mình có một buổi chiều khá là rảnh rỗi. Thông thường thì những lúc rảnh như này mình sẽ tranh thủ làm cái gì đấy, như kiểu là lên kịch bản cho video sắp tới. Nhưng mà hôm nay mình vừa mới đặt lịch hẹn để một buổi tối nay có thể lên được cái video mới cho tuần này, cho nên là mình cũng khá là thong thả, có thời gian để chuẩn bị cho cả video tuần sau. Cho nên là mình quyết định là dành một chút thời gian để đọc, và cũng như là bật camera lên một tí để mà update mọi người cái tình hình đọc sách bây giờ của mình. Thì sáng nay, đúng hơn là vừa lúc nãy xong, thì mình vừa mới hoàn thành cái quyển Animal Farm. Tiếp theo đây thì mình sẽ nói một chút về quyển này, và nếu như mà mọi người có sợ spoiler ấy, thì mình sẽ để một cái timestamp ở đây để mọi người bấm lên cái thời gian đấy để bỏ qua phần spoiler này nhé. Thì trong câu chuyện này, cái loài vật được coi là thông minh nhất chính là loài lợn, và đặc biệt là hai con lợn có tên là Snowball và Napoleon. Hai cái con lợn này đã đứng lên coi như là cái người điều hành, người chỉ huy những cái hoạt động ở thường nhật ở trong trang trại. Nhưng mà chúng có cái cách điều hành khá là khác nhau, trong khi Snowball thì có những cái ý tưởng khá là mới, cũng như là dẻo miệng để mà có thể truyền đạt kiến tưởng của mình đến các loài vật khác. Thì Napoleon lại lầm lì ít nói hơn và thường đưa ra những cái quyết định một cách lạnh lùng. Thì một ngày nọ, Snowball bắt đầu lên cái ý tưởng để xây một cái cối xay gió ở gần trang trại để mà có thể lấy điện về cho trang trại. Tuy nhiên là sau khi mà hắn ta làm hết cái kế hoạch xây cối xay gió rồi, thì lập tức bị Napoleon đuổi ra khỏi trang trại với cái danh nghĩa là Snowball là tay sai của Jones, chứ không phải là người tốt, không phải một con lợn tốt, một con lợn đi theo cái chính nghĩa. Và sau đó thì Napoleon lại bắt đầu yêu cầu các con vật khởi xây cái cối xay gió đó. Cái điểm đặc biệt của cuốn sách này là cái sự thay đổi ở cái thái độ của cái loài lợn, tức là loài nắm quyền ở trong cái trang trại. Ban đầu ấy, khi mà những con lợn này nó đưa ra cái The Seven Commandments, tức là những cái điều luật, điều răn dạy ở cái trang trại này, chỉ bao gồm là tất cả các loại động vật thì không được mặc quần áo này, không được ngủ trên giường này, không được uống rượu này, không được giết các loài động vật khác này. Nhưng mà đến cuối cùng thì tất cả những cái điều luật này nó đều bị thay đổi một cách ít nhiều gì đấy. Ví dụ như là không loài động vật nào được phép ngủ trên giường mà có chăn chiếu,
hoặc là không loài động vật nào được phép giết các động vật khác mà không có lý do. Tức là nó sẽ thêm thắt những cái điều kiện cho những cái điều luật này. Đặc biệt nhất là cái điều khoản cuối cùng, tức là trước đây là tất cả các loại động vật thì đều bình đẳng, nhưng mà điều khoản mới sau này đưa ra là tất cả các loại động vật thì đều bình đẳng, nhưng một số động vật thì bình đẳng hơn những loài khác. Nhưng mà những cái loài vật khác lại không nhận ra được cái sự thay đổi đấy, kiểu như là chúng biết là có cái gì đó khác khác nhưng mà chúng nó không hề nhận ra được là cái sự thay đổi đấy là cái gì. Và đến cuối cùng thì tất cả các loài vật ở trong trang trại đều băn khoăn một cái nghĩ rằng là không biết được cái cuộc sống bây giờ với cuộc sống trước kia, khi mà còn bị dưới ách độ của lão chủ Jones ấy, thì có khác gì nhau hay không. Tại sao lại vẫn thấy mình đói như vậy, tại sao vẫn thấy mình phải làm nhiều như vậy. Nhưng mà cuối cùng chúng nó vẫn cảm thấy rất là tự hào, bởi vì là ít ra thì chúng nó đang làm vì bản thân mình, chứ không phải là đang làm bởi vì bị con người bóc lột nữa. Đại loại là như vậy thôi. Mình cũng không muốn kể quá nhiều cho cái cuốn sách này nữa, bởi vì nó rất là mỏng, nó chỉ có 95 trang. Nếu mình kể nữa thì mình sẽ kể hết nội dung cuốn sách mất. Giả viết cái cuốn này này với một cái giọng tương tự ấy, kiểu kể lại những cái chuyện đó một cách indifferent, không có một cái cảm giác gì khác biệt, và nó cứ tầng tầng diễn ra những cái sự việc đó. Nhiều lúc nó lố bịch đến mức mà mọi người cảm thấy buồn cười ấy. Thế nhưng mà ông vẫn viết ra bằng một cái lời văn rất là bình thường, coi đó là điều nghiễm nhiên rồi, cho nên nó lại càng làm cho cái câu chuyện trở nên hài hước. Đọc xong em nổ phim rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại về cuốn sách mà trước đó mình đang rửa, chính là Ta Ngày Để Lại. Tức là gần một tuần sau cái buổi update vừa rồi của mình. Hôm nay thì mình có việc phải ra quán cà phê và mình quyết định cầm sách theo để đọc. Và mọi người cùng đọc sách với mình nhé.
hôm nay là ngày 2 tháng 10, tức là hết tháng 9 rồi. Và bây giờ cũng sẽ là cái entry cuối cùng của cái vlog đọc sách tháng 9 này. Trong thời gian vừa rồi mình đã đọc được hết cả cái cuốn Tài Ngày Để Lại. Nói chung về cái cuốn này thì mình khá là hài lòng. Mặc dù nó không phải là quá là xuất sắc, mình cho nó 3 sao. Trong một chuyến đi xa để gặp lại một người đồng nghiệp cũ, một người nội quản ngày xưa từng làm việc cùng với các Steven tại cái dinh thự ở Darlington này, ông ấy gặp rất là nhiều những cái câu chuyện nó khác với so với những cái gì mà ông đã thường gặp, vẫn gặp hàng ngày ở trong dinh thự ấy. Và nó khiến ông nhớ lại về những cái quá khứ của ông, những cái câu chuyện đã từng xảy ra trong cái cuộc đời ông ở dinh thự. Và xuyên suốt cái câu chuyện này ấy, thì chúng ta sẽ được nhắc đến rất nhiều về cái quan điểm của ông Stevens này, thế nào là phẩm chất, và đặc biệt là phẩm chất của một vị quản gia người Anh thì là như thế nào. Đại để là ông này nghĩ rằng một vị quản gia tốt là một người sẽ phải luôn giữ vững cái vỏ bọc, cái lớp vỏ quản gia của mình trong mọi tình huống, bất kể có chuyện gì xảy ra chăng nữa, và luôn luôn phải thể hiện cho người ta thấy là mình là một người chuyên nghiệp. Nhưng mà chính cái quan niệm này của ông đã khiến cho ông bỏ lỡ rất là nhiều những cái giây phút hoặc là những cái quyết định trọng đại trong cuộc đời. Ví dụ như là những cái lúc mà người thân của ông sắp qua đời thì ông cũng thể dành cái thời gian đó bên người ta, hoặc là khiến ông mất đi cái tình yêu trong cuộc đời này. Stevens không nhận ra cái điều đấy cho nên tận cuối cùng ông vẫn luôn luôn nghĩ rằng mình là đã người làm đúng cái bổn phận, cái trách nhiệm của người quản gia. Thế nhưng mà đến cái cuối cùng, những cái trang cuối của câu chuyện này, thì ông mới nhận ra được là những cái mất mát mà mình đã đánh mất đi trong suốt các thời gian vừa rồi chỉ bởi vì cái niềm tin đó của mình ấy, và kiểu như là vỡ òa ra và thấy nuối tiếc cho toàn bộ cuộc đời của mình. Nói chung là cái khoảnh khắc ở phía cuối mình thấy cũng khá là quan trọng, khi mà nó lật lại tất cả những cái nỗi niềm của Steven ở đầu câu chuyện, tức là nó thay đổi hoàn toàn những cái suy nghĩ của Steven ở phía trước. Thế nhưng mà mình thấy nó hơi ngắn, nhưng mà có thể kiểu dài ra một chút để đủ để xây dựng cái quãng mà thay đổi cái suy nghĩ của ông ấy, phát triển một cách nó từ từ hơn ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ thích hơn. Thì nhìn chung ấy thì cái cuốn này mình thấy là dễ đọc hơn Never Let Me Go, cũng của cùng tác giả Kazuo Shiguro, hoặc là do mình đọc Never Let Me Go một tiếng Anh, còn cuốn này thì mình đọc tiếng Việt nên là mình thấy cuốn này dễ hơn. Nói về cái độ lan man dài dòng thì nó cũng tương tự nhau, tức là đều có cái kiểu kể chuyện nó không theo trình tự thứ tự gì hết ấy, và cứ kiểu là nhân vật người ta ở tương lai, người ta nhìn lại về cái quá khứ, sau đó người ta bắt đầu kể theo cái trí nhớ của họ, kể theo cái dòng cảm xúc của họ ấy. Vừa kể xong lại vừa mô tả cảm xúc, xong lại vừa cảm nghĩ vân 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 ấy. Thế cho nên là mình nghĩ là nhiều bạn nếu mà thích đọc những cái chuyện nó gấp gáp hoặc là nó có cái tính một chút ấy, thì chắc chắn là cuốn này không phù hợp với mọi người. Nhưng mà nhìn chung ấy thì mình thấy cuốn này nó đủ hấp dẫn, nó đủ lôi cuốn mình để mình có thể đọc một lèo, không phải là đầu cuối cuốn sách được, bởi vì nó khá là dày, nghĩ là mình có thể đọc liên tục được mà kiểu không bị chán quá phải đóng sách lại. Còn Never Let Me Go thật sự là mình làm cái quãng thời gian rất là dài để mình có thể vượt qua được cái cuốn sách đấy, kiểu hình như phải mất nửa năm mình mới thể lết được qua cái cuốn Never Let Me Go, vì nó quá là lê thê dài dòng luôn ấy. Thế là mình đã khép lại tháng 9 đọc sách của mình. Thật ra là khép lại từ 2 hôm trước rồi, mình đọc xong cuốn này được 2 hôm rồi, nhưng mà 2 hôm vừa rồi mình không đọc cái gì hết. Và chủ yếu là mình để dành thời gian để mình xem Netflix. Mình vừa mới xem xong cả bộ Stranger Things 4 mùa luôn, và thực sự là rất đáng. Nhưng mà vì đây là một cái review sách, cái reading vlog, cho nên mình sẽ không nói nhiều về Stranger Things nữa. Anyway thì thế là kết thúc tháng 9 của mình, và mình thấy cái tháng 9 này là một tháng khá là mãn nguyện, bởi vì mình đề ra là 2 cuốn sách, thế nhưng mà mình thực sự là mình đã đọc được 3 cuốn. Mặc dù cuốn thứ 3 này nó thì mỏng dính thôi, nó chưa được 100 trang, thế nhưng mà vẫn là một cuốn đúng không? Mình hy vọng đây là một cái khởi đầu tốt đẹp để cho những cái tháng cuối năm mình có thể đọc được thật là nhiều sách và hoàn thành được cái challenge của mình. Tiếp theo thì có lẽ là mình sẽ vẫn đọc một cuốn ở trong cái danh mục của mình đã lựa chọn trong cái clip mà đọc gì vào mùa thu này. Thật ra là mình định đọc mấy cuốn khác nữa cơ, thế nhưng mà đúng rồi, quên mất, mình vừa mới mua cuốn Charlotte Bond, bởi vì là hôm trước đọc xong cái cuốn Ngũ Quả Đen ấy, thì mình thực sự là kiểu rất 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 là muốn đọc Charlotte Bond, rất muốn đọc tiếp về cái thế giới đấy.
Mặc dù là thật ra là ngược lại về cái thời đời đấy, mình biết là không thể nào kiếm được Dragon Ball bản tiếng Việt nữa, cho nên là mình đã thử tìm bản tiếng Anh. Và mình thấy thì giá trên Phanasa là cũng khá là ok, như là khoảng trăm mấy cái quyển này thì phải, 178 gì đấy. Và nó đủ 3 tập luôn. Tập 1 chỉ có cả bản mà có bìa movie tie-in nữa, nhưng mà mình là một người thuộc trường phái không bao giờ thích bìa movie tie-in, trừ Call Me By Your Name. Cho nên là mình quyết định mua cái cuốn này. Và thật ra lúc đầu mình đã định đọc luôn cái cuốn này rồi, xong rồi đấy mình lại suy nghĩ nào đấy và mình quyết định là ok, có lẽ là từ giờ đến cuối năm mình sẽ đọc thử cuốn này. Còn bây giờ mình vẫn sẽ stick with the plan, tức là mình vẫn sẽ đọc tiếp cái cuốn, một trong những cuốn nằm trong cái danh mục to be read của mùa thu này. Dù sao thì đây cũng là một cái cuốn sách mà mình cảm thấy rất là mãn nguyện khi mua, bởi vì mọi người mới nhìn thấy nó, bìa nó rất là đẹp luôn ý. Tức là cái bìa này bằng nhung, xong rồi trên này nó bắt đầu mạ cái nét bằng vàng và màu xanh nữa, siêu đẹp luôn. Mỗi một tội là khi mình bẻ thử sách cái sách để mà không bị gãy thì cũng là gãy luôn. Mình chưa bao giờ thành công trong cái việc là bẻ cái sách trước khi mà đọc sách, nhưng thật ra cũng không sao, bởi vì dù thế nào thì mình cũng sẽ làm gãy gãy thôi, cho nên là cái trước hay gãy sau thì cũng vậy. Thế thì cái vlog này, vlog đọc sách tháng 9 của mình sẽ kết thúc tại đây, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Và tháng 10 này thì mình không biết là mình sẽ đọc được bao nhiêu sách, nhưng mình cũng sẽ thử cố gắng ghi lại những cái quá trình đọc sách của mình. Và nếu được nhiều thì cũng sẽ có vlog tháng 10 cho mọi người xem nhé. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video lần tới. Tạm biệt tôi bài đó. Annyeong. So spin our souls to the core, I'll sing a song to wake up the songbirds before the morning I'm out the door. And yeah, she introduced herself with a white glove. She said, I know you're about to be next to blow up. So here's a secret, I make loving all night long. Let's call the Uber cab, relax and just go nuts. And in the cab, our lips collide, it's just chaos. Your body's twitching at the tips of my ears. I'm trying to read your thoughts and I am a player. You're trying to get across, you don't need a man, perfect. So spin core, I'll sing a song to wake up the songbirds before the morning I'm out the door. Mist is glistening on the harbor, your sleepy ass and 60 texts in my phone. A neighbor hit a pics I barely remember, except for the night, it was nice to not be alone. So spin my dreams on my back, I got you on my lap, I got my baggage from the past, girl, I'll be carrying